chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm một bữa cơm tiết kiệm. Chỉ có 35.000 thôi mà có thể là 6 người ăn. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên, đây ta có 15.000 thịt cốt lết và 15.000 cá cơm. Bây giờ trước tiên ta ướp thịt trước. Đây là 15.000 thịt cốt lết. Mình đã rửa sạch sẽ rồi. Và đây là nước cốt hành tỏi. Mình nên ướp nước thôi, mình đừng ướp cái này là mình nấu nó dễ bị cháy. Ta cho vô đây một chút đường. Một chút muối. Một chút bột ngọt. Một chút bột nêm. Và một chút tiêu. Bây giờ ta đảo lên. Và ta để sang bên này ta ướp một tiếng. Và đây là 15.000 cá, 300g. Ta cũng cho vô một chút đường. Một chút muối. Một chút bột ngọt. Một chút tiêu. Và một chút bột nêm. Và ta cũng đảo lên. Và ta cũng ướp một tiếng. Bây giờ thịt và cá của ta đã ướp một tiếng rồi. Ta bắt đầu đi kho cá trước. Ta bật bếp lên. Mình cho lên một chút dầu. Bây giờ mình cho hành và tỏi vào mình phi. Và ta cho ớt bột vào ta phi. Và mình cũng cho vào 2 quả ớt trái. Bây giờ cái nồi hành phi của mình đã rất là thơm rồi, ta bắt đầu đổ nước vào. Và ta cho đây 3 thìa nước mắm. Bây giờ cái nồi nước mắm của mình đã sôi rồi, ta bắt đầu đổ cá vào. Và bây giờ mình bắt bếp cá sang bên này. Bây giờ thì mình bắt đầu đi làm nước màu. Mình cho vào đây một chút đường. Ta bật bếp lên. Và mình đổ vào đây một chút xíu nước. Bây giờ nước màu của ta đã được rồi, ta bắt đầu đổ một chút nước. Và bây giờ nước màu của ta đã được rồi, ta bắt đầu đổ nồi cá.
Bây giờ mình kho cá. Mình đã cá sôi rồi, ta để lửa nhỏ thôi. Đó, ta để lửa nhỏ thôi. Ta bắt đầu đi rim thịt. Đây là một cái chảo. Mình đổ dầu vào. Mình bật bếp lên. Và cái chảo dầu ta nóng rồi, ta bắt đầu bỏ thịt cốt lết vào. Trong khi mình chờ đợi kho cá và rim thịt thì ta đi nấu cơm. Và thịt của mình nó đã vàng, nó đã vàng vàng rồi. Đó, bây giờ là thịt của mình nó đã vàng rồi. Cái này là ta không phải là ta chiên mà là ta rim mặn. Cho vô một ít ớt bột. Và một muỗng nước tương. Và mình cũng cho vô một ít nước. Bây giờ thịt của mình sắp được rồi. Các bạn và các cháu nhớ nè, mình cứ quẹt quẹt cái chảo này nè. Mà miếng thịt rất là ngon mà không có sợ cháy chảo nữa. Đó, mình cứ quẹt quẹt cái chảo như vậy. Bây giờ thịt của ta đã được rồi, ta bắt đầu đổ ra dĩa. Bây giờ mình bắt đầu đi luộc rau. Và cá của mình chín rồi, ta bắt đầu tắt bếp. Đây là rau sâm mình trồng ở nhà. Mình mua một cái thùng xốp á, mình bỏ đất vào mình trồng. Rất là tốt. Mình trồng là mình cứ bỏ nước đậu nành vào và nước gạo vào, rất là tốt. Bây giờ nước sôi ta luộc rau. Bây giờ thì mình chiếu gần cho các bạn và các cháu coi nè. Đây là 15.000 tiền cá kho, 300g cá, cá sông mình kho. Và đây là 15.000 tiền thịt cốt lết mình rim mặn. Và đây là rau luộc. Rau luộc là nhà mình trồng. 15.000 cá và 15.000 thịt. Ta có một bữa cơm 30.000. Mình cứ tính 5.000 rau đi là 35.000. Ta có thể 5 đến 6 người ăn. Bây giờ ta bắt đầu ăn cơm.
Các bạn và các cháu ơi, vậy là một bữa cơm của ta rất là rẻ tiền. Mình đi chợ mua 15.000 tiền cá được 300g và 200g thịt 15.000. Còn rau thì mình cứ tính 5.000 đi, tại vì nhà mình trồng á, thì mình cũng tính 5.000 là 35.000, mà ta có thể ăn được 5 đến 6 người ăn. Vậy là ta đã thành công. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình. À, mình quên, cái cá sông này rất là ngon. Mình lần đầu tiên mình ăn cá sông này mà ngon ghê vậy đó.